Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mầm Vlog sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm chậu trồng cây từ can nhựa. Và các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau, đó là một can nhựa và đây tôi sử dụng chiếc can siro hoa quả. Và can này là với trọng lượng là khoảng 2,5 cân. Một cuộn len màu đỏ, một cuộn dây đay, một kéo cắt, một dao đọc giấy, một bút dạ màu đen, dây đá để trang trí và cuối cùng là súng bắn keo. Sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ thì các bạn hãy theo dõi tôi thực hiện làm chậu trồng cây từ chiếc can nhựa ngay sau đây.
Như vậy là chỉ với một chiếc can nhựa mà tôi có thể làm thành chiếc chậu trồng cây rất là xinh xắn như thế này. Và qua những chia sẻ trên đây thì tôi mong các bạn có thể thực hiện thành công chiếc chậu trồng cây như tôi đã chia sẻ. Ươm mầm vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.